cùng mắc nhiều nhưng dàn nghệ sĩ người được thương, người lại bị mỉa mai. Isaac không kêu gọi bình chọn khiến các đàn em dần dần phản ứng. Netizen hiểu lầm mỉa mai, fan lên tiếng bênh vực. Em xin phép thành một điều này nha, là như Isaac có nói là Isaac đến đây không phải để thi, mà Isaac đến đây để chơi. Cho nên là Isaac mong muốn là mọi người sẽ thông cảm khi mà Isaac không kêu gọi bình chọn cho mình. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi cứ vote. Thích làm gì bỏ tôi. Được chưa? Anh làm cái gì bỏ tôi? Được chưa? Tôi mua tài khoản tôi vote cho anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho anh làm quán quân được không? Tuấn Hưng cũng muốn nhường suất đi tiếp cho anh trai khác, chia sẻ chân thật giúp nam ca sĩ thoát được miệng lưỡi của dân mạng. Lệ Quyên năm ngoái cũng muốn nhường vị trí cho một chị đẹp khác liền vướng tranh cãi trái chiều. Ghét ai ghét cả đường đi lối về, mặc dù dàn nghệ sĩ đều có ý tốt khi muốn nhường phần bình chọn hay slot debut của mình cho người khác xứng đáng, song netizen lại không ngừng mỉa mai. Hoặc có thể do cách truyền đạt suy nghĩ còn chưa tròn vẹn, nên những Lệ Quyên, Isaac làm khán giả hiểu lầm, không ngừng trách móc. Chứ như Tuấn Hưng nói chuyện chân thành thì né được miệng lưỡi của cư dân mạng. Gần nhất, Isaac đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chia sẻ trên show rằng sẽ không kêu gọi bình chọn bởi anh tới show để chơi chứ không phải để thi. Câu nói này của Isaac sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội và bị hiểu sai thành chữ nhường, khiến netizen không ngừng tranh cãi. Một số cư dân mạng có ý kiến khá gay gắt, cho rằng nếu Isaac không muốn debut trong nhóm nhạc có thể nên dừng cuộc chơi từ các vòng trước và để lại cơ hội đi tiếp cho những anh trai khác. Nhiều bình luận gay gắt hơn khi đặt câu hỏi, không muốn debut sao còn tham gia chương trình làm gì. Sự hiểu lầm này đã khiến Isaac nhận về không ít phản hồi tiêu cực, buộc fan của nam idol phải lên tiếng. Người hâm mộ giải thích rằng trong lời nói của Isaac không hề có chữ nhường. Anh chỉ xin phép không kêu gọi bình chọn và để mọi người có thể bình chọn cho các anh trai khác. Hơn nữa, các anh trai trong show cũng tỏ ra vô cùng thoải mái với Isaac, còn không ngừng trêu chọc khi đứng ra kêu gọi bình chọn dùng cho anh Sái. Anh Tú Atos hay ít nói như Dương Domic cũng nhảy ra đùa rằng cứ vote cho anh Sái, thậm chí chấp nhận bỏ tiền ra mua quán quân cho người anh cao tuổi nhất của chương trình. Sự việc của Isaac thật ra chỉ là một màn hiểu lầm, netizen cũng quá vội vàng khi chê trách anh Sái. May mắn là mọi việc chưa đi quá xa và fan cũng đã kịp giải thích rõ ràng dùm idol, tránh những lời lẽ không hay. Thực tế, việc nhường slot debut hay không kêu gọi bình chọn đều là xuất phát từ lòng tốt, sự yêu thương các anh em trong show của các nghệ sĩ. Giống như Tuấn Hưng, anh đã có những chia sẻ rất chân thành khi thấy Đăng Khôi, thành viên trong team của mình phải rời khỏi chương trình. Tuấn Hưng cho biết, anh đã thực sự mãn nguyện khi được trình diễn solo ở công diễn trước. Vì vậy, anh sẵn sàng dừng lại để các anh tài khác tỏa sáng. Anh nói, luật chơi không cho phép tôi được đổi chỗ cho Khôi. Nhìn em ra về mà lòng mình nhói lại, dù biết kết quả thế nào thì cũng chỉ là một game show. Cũng là một trường hợp muốn nhường vị trí của mình cho đồng đội, song cách mà Tuấn Hưng chia sẻ lại có phần lấy được cảm tình của khán giả hơn. Quả thật, người xem đã rất tiếc cho Đăng Khôi khi anh phải rời cuộc chơi từ sớm, nhưng luật của chương trình không thể thay đổi nên có chăng cả Tuấn Hưng và khán giả nên hy vọng vào slot hồi sinh sắp tới. Khác với Isaac và Tuấn Hưng, chị đẹp Lệ Quyên năm ngoái nhận về phản ứng tiêu cực từ khán giả khi ngay trong đêm thành đoàn, nữ ca sĩ ngỏ ý muốn nhường slot debut của mình cho một chị đẹp khác. Việc Lệ Quyên chia sẻ ngay trước lúc công bố kết quả đã khiến nhiều người phật lòng, bởi cô nói thế như đang tiết lộ kết quả trước, rằng mình có mặt trong đội hình debut. Mặt khác, Lệ Quyên nhường lúc nào không nhường, lại ngay lúc sắp thành đoàn thì có ý này, khiến người xem cảm giác cô không trân trọng nhóm nhạc sắp ra mắt.